nghe rõ. Ờ, nhận được la phép rồi đúng không? Đúng rồi, nhận từ sáng qua cơ. Rồi. Từ sáng hôm nay hay sáng qua thì... Một lá bỏ vào ví, rồi một lá bỏ vào bàn thờ. Lấy một lá bất kỳ nhé. Lá nào nó nhỏ thì bỏ vào ví, túi sách hoặc là bỏ vào sau ốp lưng điện thoại. Còn một lá còn lại bỏ vào ví, còn một lá còn lại bỏ vào bàn thờ ông tài ông địa. Ờ. Mà ý vậy giờ hỏi cái, như cái lá mà lá năm ngoái mình bỏ vẫn đang bỏ trong cốp điện thoại này thì giờ mình bỏ hết lên ấy luôn à? Ờ, vẫn cứ giữ nguyên như vậy, vẫn giữ nguyên như vậy. Ờ. Cây này vẫn bỏ vào ví, vẫn giữ nguyên hả? Đúng rồi, chính xác. Vẫn bỏ ốp điện thoại vẫn giữ nguyên luôn. Chính xác, chính xác, lồng nó vô. Ừ. Dạ, dạ. Mà chị thấy, thấy dạo này buôn bán nó trầm quá nên là đấy. Xin cái lộc về coi con nó khởi xương chứ nào. Ờ, thế chị thỉnh phép từ tháng mấy năm ngoái? Không nhớ nữa, chị nhớ mang máng là như tháng 2 á. Ờ, tháng 2 thì tầm này là hết hạn rồi, còn gì nữa. Ừ. Thì chạm đi, nó làm ăn nó trầm trầm trầm, ờ. Nhìn nó vắng quá. Ờ, thế, thế từ năm ngoái, cái lúc đầu thỉnh đấy, công việc có tốt không? Thì nó cũng xuân xuân, gọi như thử là nó cũng đều đều. Ờ, nói chung là thỉnh phép phát là tự nhiên về 1-2 tháng đầu là thuận lợi đúng không? Buôn bán là tốt đúng không? Ừ. Bắt đầu đều đều. Ờ, khách ra vào nói chung là đều, nó không đến nỗi mà bí bách như bây giờ đúng không? Vâng, đúng rồi. Nay tự nhiên thấy bán mà thấy nó vắng, thật sự vắng luôn. Thì lá phép hết tác dụng rồi. Đấy, cái gì nó phải có niên hạn của nó. Vận của chị đang cứ đen, đáng lẽ năm ngoái không làm được một cái gì còn âm cơ. Nhưng mà thỉnh phép xong bắt đầu công việc nó tốt lên, nó khá lên, bắt đầu khách nó đều 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 đều. Nói chung không khiến cho mình giàu có nhưng mà nó cũng khiến cho mình gọi là ổn, hiểu không? Nó không đến nỗi mà vắng tanh như chùa Bà Đanh đúng không? Ừ. Vâng, vắng lắm. Dạo đi từ từ bữa Tết thì bán thì được, mà ra Tết cũng độ mùng 4 đến giờ là vắng, vắng thật sự luôn. Phép vắng đã không thấy luôn. Phép đã hết hạn, hết kỳ rồi thì bây giờ thỉnh cái mới, thay cái mới. Em đảm bảo với chị là thỉnh xong là thời gian ngắn bắt đầu công việc lại tốt lại thôi. Cứ làm theo đúng lời em chỉ dẫn nhé. Nó đã giúp cho chị gần một năm qua. Nói chung không được chọn một năm nhưng cũng gần chọn một năm. Để bắt đầu là làm lại y như cũ. Khẩn cầu, thắp nhang, khấn xin đều đều. Tự nhiên khách lại ok lại, lại đều trở lại nhé. Ai đã hỏi thầy như thử vậy, cho hỏi quá thêm một câu này nữa. Ví dụ như nhà mà làm bốc bắt hương ông địa với bốc bắt hương gia tiên vậy có ổn không? Em soi thấy nó ổn rồi. Người nam bốc phải không? Đúng rồi. Người nam bốc ok, người này bốc có tâm, bốc được rồi. Mắc bởi không phải bởi vì em sao thầy thế này, gọi hồi là bốc ở ngoài nhà ngoài kia. Đó mà hồi mình mới chuyển vô đây là cũng bưng nguyên y nguyên vậy vào chứ không ấy, còn ông địa thì mới bốc cái hồi mình mở quán đến giờ thôi, là nhờ thầy chùa bốc cho. Đấy. Thì thấy em thấy hình dáng trong lá bài là người nam bốc đây, được rồi. Thế là năm nay là cứ có trục trặc cái gì nữa không thầy? Nói chung là trục trặc sẽ có nhưng rồi sẽ qua. Bởi vì nó vẫn đang trong cái vòng hạn của chị, nhưng rồi nó cũng sẽ qua, có lá phép rồi cũng qua hết nhé. Thì đấy, minh chứng của năm vừa giờ đấy. Ấy năm vừa giờ đáng, chị thấy năm vừa giờ biết bao nhiêu người làm ăn phá sản, chết lên chết xuống, rồi phải trả mặt bằng này kia, nhưng mà chị làm ăn nói chung vẫn lai rai, đồng ra đồng vào, có thiếu thốn đâu, đúng không? Không, nói cho cùng ra làm là vẫn có tiền. Nhưng mà vừa rồi đây làm cái nhà thành thực là nó cũng trời ơi, thỉnh phép xong mà có tiền làm nhà vậy là quá sướng rồi. Hơi kẹt một xíu vì là đang hỏi thêm thầy một câu này nữa này. Ông chồng năm nay là 75, năm nay là tuổi 5 tuổi của ông, đúng 5 tuổi của ông. Ông có cái giai đoạn nào khó gỡ và ấy không, để tránh được không? Nói chung là không có gì đáng ngại, cứ yên tâm đi. Năm nay đi đứng đi lại xe cộ thôi và có nhậu nhẹt để bớt lại thì sẽ tốt hơn nhé. Nói ông bớt, ông bỏ vợ ông còn bỏ, chứ nói ông bỏ rượu nghe khó rồi đó. Thì vào nhậu nhẹt bớt lại thì sẽ tránh được tai nạn. Cái miệng này bớt ăn bớt uống lại thì sẽ tránh được tai nạn. Họa từ miệng mà ra. Say xỉn nhậu nhẹt không tự chủ được tốc độ, ăn nói sẽ không tự chủ được nữa, là sẽ có hoạn, là sẽ có cái hạn nó tới thôi nhé. Thôi thì còn câu này câu cuối cùng nữa. Có thằng cu học ở bên Nhật đó, năm nay là cũng là năm cuối, thầy cho hỏi là nó học thì có đạt không? Nó về nó học xong là nó làm ở bên luôn hay là nó về nhà? Nói chung nó sẽ sang bên đó nó làm bên đó lắm tiền hơn, lắm lộc hơn.
và cháu sẽ có công việc ổn định, cứ yên tâm nhé. Dạ. Nhưng thôi, thỉnh lộc mà có tiền xây nhà vậy là quá sướng rồi. Năm nay người ta phá sản chết lên chết xuống. Thôi, chúc mừng cho chị, đừng có tham quá nhé. Không, biết là tham hay không tham đâu, miễn sao là mình cứ đúng đa đúng định nhá. Ông trời thương cho, đừng có ốm đau gì là được. Còn cuộc sống thì cũng phải bươn phải trải mà. Nên hôm, là hôm qua có người nhắn tin, thầy ơi con thỉnh phép năm nay con mua được chiếc xe 800 triệu. Hôm qua, hôm trước nữa thì có người thỉnh phép thì con mua được một lô đất. Bây giờ hôm nay thỉnh phép là tự nhiên xây nhà đấy, chúc mừng. Đúng, năm vừa rồi là thỉnh xong phép là làm được, là xây lên được một cái nhà. Nói thật sự là xây lên cái nhà là cũng không phải nợ nần gì ai. Nói cho cùng là như thế. Đó mà xây được cái nhà được bao nhiêu là dồn hết rồi nhà, là nên là cũng hơi túng. Rồi, cố gắng lên nhá. Thôi chúc mừng, em nghe đến lời phản hồi như vậy thôi chúc mừng cho chị. Thôi cố gắng lên, rồi. Em sẽ cảm chờ. Cảm ơn thầy nhá. Hàng trong làm sao mà cứ thịnh phép được của thầy mà cứ làm ăn đều đều. Hàng năm không hỏi thăm được thầy thì cũng chúc thầy sang năm mới sức khỏe dồi dào và cố gắng giữ gìn sức khỏe cho để cho bà con. Được nhờ, ok. Cảm ơn thầy nhiều nhá. Ok, chào chị. Dạ.